Hello tất cả các anh em. Hôm nay thì làm liếc trễ nha. Tới giờ này mới vô game làm liếc. Và mấy anh em thấy cái gì chưa? Ngôi đền thần Hy Lạp đã trở lại rồi. Đền thần Hy Lạp. Thì người gọi là cái gì? Đỉnh Olympus chứ. Đỉnh Olympus lại xuất hiện một lần nữa sau mấy chục năm dài đằng đẵng. Đậu xanh thiệt chứ. Bây giờ thì để coi mình sẽ hướng dẫn mấy anh em đi sự kiện như thế nào đây. Từ từ. Đây castle, chúng ta có cái castle. Mấy anh em OB thì không nói gì, mấy anh em newbie thì chúng ta thấy không? Nó có sáu cái stack ở đây nè cho chúng ta nè. Gọi là cái gì? Mission đó, nhiệm vụ á. Nè, là thu vàng nè, thu food nè. Rồi lai gồng cho gồng ăn, rồi chiến đấu và bắt những cái Reacher nó bay. Cái Reacher nó bay thì mình đã bắt rồi, bây giờ mình sẽ đi thu vàng. Song song đó thì mình cũng làm sự kiện bơi luôn mới được. Rồi chiến tàu ngầm để lấy vé nha anh em, gắng cố gắng chiến tàu ngầm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu phút. Mình sẽ xây lại là 1 ngày. Rồi mình cũng đi thu vàng luôn. Cái một cho nó nhanh. Đó, thu phú thu vàng xong rồi mình sẽ đi rig. Rig thì để lấy 200. Cái này 200 không? 200 thì mình sẽ rig con này nè. Để mình chỉ cho mấy anh em rig là nó đủ 200 luôn nha. Nhưng mà thường rig nó là mình phải thoát ra game và vô lại nó mới đủ 200. Mình sẽ sử dụng cái này chứ đâu. Cái nhà lai của mình. Rồi sau đó mình sẽ rig con metan và con lửa con fire FP rồi nhà fire và con metan. Đây rig cái cặp này sẽ ra con này là nó sẽ ra làm 399 Witcher. Đủ 200 luôn rồi. Vậy là không cần thoát ra nha. Vậy là đủ luôn. Đó. Ok, mình sẽ đủ 200 luôn. Vậy không cần thoát nữa. Gích cái cặp này là đúng đúng của nó luôn. Chỉ có 4 tiếng mấy và đủ 200 luôn. Rồi sau đó nhớ nha, con file của con Meta. Rồi tiếp tục là mình đã nhận được 4 rồi. Mình sẽ đi cho gồng ăn. Cho gồng ăn và đi chiến mấy trận nữa là xong. Rồi cứ để tới tới 1 giờ đêm là nó sẽ refill lại nha. 1 giờ đêm là cái chỗ này nó sẽ refill lại, nhưng mà mấy anh em đợi tầm trước 7 giờ sáng mấy anh em vô game một lần để làm cái nhiệm vụ này nữa. 6 cái nhiệm vụ này nữa là ok nha. Cứ trước 7 giờ sáng. Trước 7 giờ sáng vô game là ok nha, không có cần mà thức phải đợi tới 1 giờ đêm nha anh em. Rồi. Bây giờ là mình sẽ đi chiến và đi cho gồng ăn không? Mình cho con legend ở đây ăn cũng được nè. Con legend level 12 ha. Legend tháng này mình cho đi hết rồi, chỉ còn một con một đi level 12 hết thôi. Mình đi liền quá chuỗi hết rồi. Ok, mình sẽ cho nó lên level 20. Mười tám rồi. Đấy, giờ mình còn đi chiến. Chiến đôi 4 trận. Ok,
tới 10:27 mới làm quen, quá trễ. Nhưng mà có làm còn hơn không làm. Rồi đây 4 chân. Vô đây chiếm mấy chân nữa. Rồi một chặng nữa là mình sẽ đủ đủ mấy cái hít chờ hết rồi. Đấy. Nè mình đủ hết rồi. Đây. Đó, làm đủ hết tích xanh hết luôn. Đợt này cái show của chúng ta làm complete hết tất cả 6 cái level, từ level 1 tới level 6, lấy những cái mảnh ghép đủ 21 mảnh là chúng ta thấy sẽ lấy được con Hermes. Hermes này đam mấy mình quên mất tiêu rồi. Mà mình đang còn một con nữa, chưa có hết trinh nữa. Con ở trong sọt á. Còn con level 6 này là con rồng gì đây? Level 6 là Stone Totem. Stone Totem. Đam 62, Dark Metal Shadow. Giờ mình sẽ vào đi castle chơi. Ngắm. À quên cái castle một cái nữa nè mấy anh em à. Quên nhắc mấy anh em, mấy anh em newbie nha. Nè chúng ta phải có những nguyên tố nha. Nè mấy anh em thấy không, nguyên tố nó bắt buộc chúng ta có nguyên tố chúng ta mới chọn được con rồng mà đi nha. Nữa là nó bắt buộc chúng ta có những nguyên tố đó anh em, không có là đi không được đó. Nè bây giờ nó cho chúng ta chọn nguyên tố nè, càng lên đi vợ cao nó còn cho có vài nguyên tố à. Mấy anh em không có nguyên tố là mấy anh em sẽ bị gãy đó, bởi vì là mấy anh em phải up đều mấy con mấy cái nguyên tố chứ không là bị gãy, bị gãy là rồi khỏi luôn. Để coi 5 vé 20, 20 level 3, 20 nữa là 40, 40 với lại 50 vé. Ồ, 40 với 60 vé là 100 vé nha. Trong vòng một tuần lễ 6 ngày chúng ta sẽ có 100 vé. Đó. Rồi. Coi sự kiện này. Ủa nó chỉ vỏn vẹn có 6 ngày luôn hả ta?
Ồ, cái này mini castle này khó, cũng khó ăn dữ rồi. Rồi nó bán cái gói là 750 richter, rồi 25 vé với giá là 129k. Quá dữ, thôi mình sẽ vào chuyến tàu ngầm cho lẹ coi. Mình phải đi chuyến tàu ngầm kiếm vé. Vẫn một tuần lễ mình phải tranh thủ kiếm vé càng nhiều càng tốt nha. Chuyến tàu ngầm kiếm vé mà. Đợt này nó cho gồng gồng bên boss, bên địch là bên là lá không dùng độc, chơi hay độc thôi. Đợt này chơi hay độc thôi. Càng mạnh đánh hết nổi. Kiếm mớ vé nữa trời. Nằm vén rồi đã khổ nè.
ba món. Một trăm rưỡi chiên tiếp nè. Nhiều đây được 23 vé. Chưa đi castle tiếp. Mình sẽ đi kiếm khay nha. Lựa chọn vào chỗ nào có khay nha. Chỗ nào có khay là chọn liền. Hay đâu. Cái này nên đi đâu đây? Thẳng nè. Thẳng luôn. Trời, không có khay. Mới đi vào hai mà tính nằm cái giường rồi. Mình em cố gắng gắn chiến nha. Ở đây mở trước, mở màn, mở trước mấy cái gương coi nó ra như thế nào nha. Mở 10. Trời, có 3 mảnh. 3 mảnh nữa lại luôn. Rồi, không có luôn. Su coi nè. Mới được có 6 mảnh. 1 mảnh nữa, 7 mảnh. 115 trên 300. Su cà na thiệt chứ. Rồi, ok. Giờ thì mình sẽ up ở đây. Và hẹn anh em ở clip ngày mai. See you again. Quên mở kiếm này nữa. Hết chinh. Nằm ở đâu? Mày nằm ở đâu? Amulet. Amulet nằm ở đâu?
37 amulet rồi, chuẩn bị lấy con rồng bê luôn. Rồi, see you again. Anh em ngủ ngon. Bye bye.